Công ty âm thanh Sáng Thanh Huy xin kính chào toàn thể quý khách hàng đang theo dõi clip của bên công ty mình. Thì trong cái buổi chiều tối ngày hôm nay, đây là ngày 25 tháng 2 năm 2019, 6 giờ tối rồi, thì bên công ty mình nhập được về 50 bộ mic IT A680F, một cái dòng mic thì nó cũng rất là quen thuộc đối với quý khách hàng rồi. Dòng mic IT 680F, dòng mic 4 sóng chuyên sử dụng cho các sân khấu, sự kiện hoặc là karaoke ở ngoài trời. Âm thanh rất là hay. Thì đặc biệt của cái dòng mic này thì nó có chức năng feedback chống hú rất là hay. Thì những cảm ơn các quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ cho bên công ty mình trong suốt những thời gian vừa qua. Đó, thì đây chính là hình thức của cái bộ micro IT 680F này. Mình nhập nguyên kiện nguyên thùng về. Đó, thì hiện tại thì chiều hôm nay mình về thì quý khách hàng đã ủng hộ mình được 3 bộ rồi nha. Hàng vừa về thì quý khách hàng đã cập bến, vừa cập bến thì khách hàng đã tới và đã lấy 3 bộ mic về. Đó. Đây là những cái thùng mà mình đã khui ra rồi này. Đó. Toàn bộ là micro. Đó, để mình khui cho toàn thể các quý khách hàng cùng xem nha. Đây ạ. Bên mình nhập về số lượng 50 bộ. Và theo công hàng này thì nó còn 50 bộ nữa thì có thể về chậm, hoặc từ 1 đến 2 ngày sau là tiếp tục cập bến. Thì quý khách hàng nào mà trong thời gian vừa qua đang quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp ngay với mình theo số hotline trên clip này nhé. Đó. Micro IT chính hãng 680F được nhập khẩu nguyên kiện từ China, hàng chuẩn nha các bạn. Dòng micro 4 sóng, chất âm rất là hay. Thì đối với cái hàng này thì bên công ty mình bảo hành 1 năm và đổi mới hoàn toàn cho các bạn trong vòng 10 ngày đầu nếu sản phẩm có lỗi của nhà sản xuất. Thì hiện tại cái lô hàng này về thì giá trị vẫn không đổi nha các bạn. Giá bên công ty mình đang bán là 2.900.000 một bộ. Thì bao ship cho quý vị từ 100 cho đến 200.000 tùy theo khu vực ở trên tỉnh thành Việt Nam nha. Thì đối với các bạn ở xa thì có thể đặt cọc trước từ 100 cho tới 200.000 thì công ty mình sẽ gửi hàng ra tới ngoài nhà các bạn và thu tiền ở tại nhà luôn. Rồi và sau đây thì mình sẽ khui nó ra. Đây, mình sẽ khui thử một bộ ra cho các bạn cùng xem mẫu mã của nó nha. Đây. Đó, đây là hình thức bên trong của nó này, nó bìa xốp rất là chắc chắn. Đây là đầu thu mic này, thì toàn bộ cũng không có gì thay đổi. Rồi, để mình lấy cái tay mic cho các bạn cùng xem nha. Thì bộ mic này nó gồm có hai tay mic nha các bạn. Đây, mic IT 680F. Đây là công tắc tắt mở nguồn, vỏ thân thì được làm bằng nhôm, chống rỉ. Ở bên này là có 4 cây sóng này. Dòng này thì sóng rất là xa, thì bên mình có bán ra thị trường thì cũng rất là nhiều rồi. Và chưa nhận được những chưa có khách hàng nào phản hồi về cái tình trạng sóng của nó. Ở bên này là phụ kiện của nó kèm theo thì gồm có hai cái đầu chống lăn mic. Đây là pin. Đây là dây kết nối. Và đây là adapter cục nguồn nha các bạn. Dây kết nối thì gồm hai đầu 6 ly thôi. Đây là dây tặng kèm theo mic nha. Còn đây là đầu thu này. Thì toàn bộ bên dưới này thì nó có cái quyển sách hướng dẫn gì đó, tiếng Anh hay là tiếng Tàu gì đó mình cũng không hiểu. Và micro thì nó rất là đơn giản rồi. Đó, thì hình thức của nó nha, thì cái dòng mic này thì trên thị trường vừa rồi thì cũng rất là quen thuộc rồi. Thì các bạn nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với mình theo số hotline này nha, để mua được những sản phẩm có chất lượng tốt và giá tốt nhất nha. Thì mình xin nhắc lại là lô hàng này về thì giá vẫn không đổi, vẫn là 2.900.000 trên một bộ, bao ship toàn quốc với giá từ 100 cho tới 200.000 đồng tùy theo vùng miền khu vực. Và khi các bạn ở xa mua hàng online thì các bạn có thể đặt cọc cho công ty mình trước từ 100 cho tới 200.000 đồng để đảm bảo là các bạn lấy hàng ở bên mình sẽ gửi hàng ra ngoài đó, thì các bạn sẽ nhận hàng, kiểm tra hàng tại nhà và thanh toán số tiền còn lại. Rồi, và các bạn có yêu mến công ty mình thì vui lòng bấm theo dõi và đăng ký kênh để xem tiếp những clip tiếp theo từ bên công ty mình nhé. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều.